Tôi nói cho chú nghe nghe. Bữa đó cúp điện. Mất lái quá chú. Quýnh ra chân. Không có chỗ nào treo nữa chứ. Mò bò được cái gốc bằng thờ má tôi. Trời ơi. Trời ơi. Chỗ này em à. Đâu mẹ giọt hồn mò mò gặp cái liêu. Quả hồn. Bỏ. Bỏ mò dưới đi gạch. Trời ơi thấy thảm thương. Trời mất lái mà khủng khiếp vậy bà nội. Bà ngoại. Ôi bò. Bò. Bò đang kiếm kiếm cái chỗ đi ai về đâu mò chúng cái liêu không? Lư Hương ở chỗ bằng thờ hả? Ừ. Mò trời ơi ở Lư Hương ở quên cái bồn cầu là ở dưới đất mà kiếm đầu phút trên mây luôn ở đây nè mà mất đáy quá rồi có hù không có đèn trời ơi bà mất đáy mà quảng luôn vậy trời ừ cái mò đụng cái liêu không quảng không buông xuống mày lò mò dưới đất trời ơi té đây tìm đâu té đây mở cháu bà nói gì nè bây dạ. Giờ cháu thì lâu lâu cháu quan lần phải không dạ bây giờ cháu cho bà cái số điện dạ cháu cần gì cháu điện cô điện dạ. Có số có điện thoại không không có mà lấy xin cái số dạ số của con á ha ừ chi chứ hôm qua hỏi nó là nó không có số hoài à đến nữa con để lại đây cho gọi phải không ừ mà gọi làm chi vậy trong khi lâu quá thì hỏi thăm vậy đó phải hỏi thăm không mượn là hỏi thăm phải... sao ở bên ngoài phải hỏi thăm không hỏi thăm chứ không có tối đâm cái gì mà tối đâm mà nội nghe nói vậy đó mà con giờ con suy nghĩ lại rồi nè bây giờ tiền điện tiền nước để cho hai bà lo đi giờ hết tiền rồi giờ không biết sao nữa nè thật sự luôn á hổm lại ít vô rồi tại ít tiền á giờ tiền điện tiền nước hai bà tự đóng nha chứ giờ con không có tiền để đóng rồi đó thì cháu hỏi vô nơi mà cậu ba lại coi rồi cháu tính coi chứ bà hai bà này không có thể nào có tiền mà đóng hết họ đóng nổi hết trơn trời ơi thiếu tiền điện tiền nước phải trả chứ giờ nói vậy sao được trời thì hồi trước tôi nói là tôi không có đi xuống sông nổi à. Không đi giặt đồ nổi mà cháu lo được thì cháu lo cảm ơn đâu có đâu cái nước này con đâu có đi đâu không phải tôi nói là tôi không có đi đâu được á dạ. Không có xuống sông được dạ. Thì nhờ với cháu hai cháu giúp dạ. Chứ còn tôi thì sách gì nổi mà ấy mà đúng rồi. Tiền đâu có 2 triệu mà lo dạ. Ý tôi nói vậy đó rồi thôi bây giờ nè hổm rài xài rồi bây giờ trả lại đi giờ đâu có gì đâu trả thì xài nước thì trả nước lại nước đâu giờ trả thôi bây giờ quyết định là nghỉ tắm nha hả quyết định nghỉ tắm nghỉ tắm mà tôi lau mình ở trong nhà tắm thôi à nghỉ tắm không được rồi mỗi ngày mỗi tắm à mỗi ngày mỗi tắm mà tôi tắm trong nhà không ai thấy tắm là phải heo nước tôi lau mình lau sao thì cũng như nhúng là tôi khăn rồi lau ừ. Mà để nhúng cái sao cũng nhúng vừa nước là cũng tốn ừ, nước tôi có thao mà tôi không có dội như là ở ngoài này rồi nó thúi làm sao tôi có lỗ chị à lỗ đâu mà lỗ bà cũng phải dội mà dội bằng gì bằng nước ừ. Bây giờ đã nói là tiếc luôn, không cho sử dụng nước luôn. Tại vì mỗi lần xài nước là tốn tiền. Tại bây giờ có lệnh mới qua làm sao tiền đâu đóng nổi. Bây giờ là con không có tiền để đóng tiền điện, tiền nước rồi. Bây giờ là phải quyết định như thế nào nè. Là mình phải là thắt lưng một bụng, mình không xài nước luôn. Mai mốt á, là bà có đi nặng á, thì kiếm cái bọc á. Ngồi vô cái bọc rồi xong trong, rồi... Trong cái bô á hả? Dạ. Ngồi trong cái bô á. Cái bọc đi. Cái bọc rớt cái bô á. Rồi dạ. Rồi dục cái xong. Ờ dục gì mà nổi? Vì sao? Với đáy mà không dục. Trời ơi nước đáy còn vô được. Tự nhiên cái cục đó mà bà kêu bà thảy với xong. Đó. Cục đó thảy với xong cái chỗ nổi liều phèo cái ghê mẹ à. Ta cầm ra là chốc hãy. Rồi. Chốc khi xuống nước rồi. Thảy với thùng ghét đi. Thôi thùng rác anh tiết kiệm về cái phần ấy ai xách được thôi dơ quá hả
tiêu phiêu. Rồi tôi đổ vô trong cây cầu. Cầu nó cũng tốn nước vậy. Còn ở sao? Ở sau nó có cái lỗ chảy ra. Ở cái lỗ đó nhưng mà mình phải ổn nước nó mới chảy ra. Không mà từ ấy, có bà là bà mà nhịn tắm giùm cái đây. Thôi nghĩ tắm đâu được, tao mỗi ngày mỗi tắm mà. Rồi bà tắm mà tốn nước rồi sao? Thôi tao thì hồi trước là mà bây giờ là cháu mỗi lần tắm là tốn nước. Mỗi lần xài nước á là tốn tiền. Mà bây giờ là con không có tiền để con đóng tiền nước tiền điện rồi giờ tính sao? Giờ lóng kiệu. Trời không dám đâu, nhà nước mà bà nhà chịu nước à. Không chịu đi. Nó lại nó cắt cái cục liền luôn á. Nếu vậy thì tao xuống sông tao tắm. Bả xuống sông bả tắm. Bây giờ đâu có cầu đâu tắm. Bả tắm được, không có cầu khó đi thẳng thẳng từ từ lần. Rồi lỡ một cái té lần nữa rồi sao? Đẳng mà lội lên. Đẳng có cầu xi măng. Có không? Có té thì lội lên. Lội đỡ không? Không đổ chân gắn. Vậy là mai mốt á là mình sẽ chuyển qua một giờ thôi. Đái, ỉa, tắm này nọ đó mình làm một lượt luôn nha. Rồi cấp đó không học bị không đái. Rồi làm sao sống? Rồi vậy con nói thiệt á. Mỗi lần mà tắm mà phóng xuống sông cái đùng á là bảo đảm chắc ăn là mắc đái. Nó lạnh là nó teo teo là nó đái. Giờ mấy đứa cháu đứng được rồi. Còn cái vụ kia gán gặn. Chúng không gán gặn hả? Dạ. Thấy khổ quá ha. Dạ, nói chung là không có tiền mà phải chịu vậy đó. Bây giờ tôi tính vậy nè. Sao? Nếu tôi không có tiền tôi đóng ha. Bây giờ tôi cho tôi là xài ha sao? Bằng không á thì tôi cũng về tôi hỏi dòng họ tôi một triệu nửa triệu gì đó. Dạ. Tôi mua cái máy nhỏ gắn ở dưới đó đó. Dạ. Tôi hút lên. Cái tiền đâu mà mỗi tháng một triệu hoài tiền đâu có. Nước nào? Nước dưới sông. Biết mua cái motor bơm nhiêu tiền không? Nhiều. Một cái motor bơm nước hả 20 triệu á. Đó, bơm nước nhỏ vậy nè. Nhỏ chứ đó cũng là bóng máy. Mà bà xài đó mà không tốn điện hả? Không. Tôi không chơi điện. Trời ơi, chứ không chơi điện chơi gì? Tôi mua cái máy rồi nó hút vô luôn à. Trời đất ơi, cái máy muốn hút vô luôn là cũng phải điện chứ. Phải không bà Tư? Trời ơi. Bà ngồi bà tính bà hút nước lên cũng phải ghim điện hà. Đúng chơi, không? Chơi gì vậy? Cái giấc nè. Dạ, con này bà đưa bà nào? Bà Tư nha. Dạ, cảm ơn bà. Mang lên chị ba. Hàng xóm ha. Dạ. Chạy nước uống hay vậy? Dạ, con mới tới. Lâu lâu qua thăm hai bà. Ừ. Chơi bà ba. Rồi giờ nè, theo như bà Tư á là tính sao? Bà nói bà không có nghỉ tắm được. Ừ. Mỗi ngày mỗi tắm đó. Rồi nếu mà nhịn tắm một tuần lễ tắm lần đi được không? Thôi, không được đâu, ngày mỗi tắm. Ôi trời ơi, đã nói tắm tốn nước mà. Thôi, không cho tao tắm thì tao xuống sông tao tắm. Không cho tao tắm trên bờ sợ hao nước tao xuống sông. Mà đi xuống dưới rồi té rồi sao? Té đâu mà té, té thì bò lên. Rồi cũng té hết lần rồi đó. Thì cũng có người ta đồ bè lên chứ bộ người ta bỏ mình sao mình sợ. Trời ơi, bà đi làm như bà nói ê tao đi tắm nha vậy đó. Bà đi toàn bà đi lấy không mà. Bà ba về sao? Gì á? Thôi bây giờ nè, hai bà làm ơn nhịn á, mỗi ngày á ủ quên một tuần tắm lần nha, được không? Không được. Sao bà nực nội? Tháng này nực nội lắm, chịu không nổi. Nực chứ vừa bắt quá nè, đóng cửa lại lột đồ ra ở trận. Ở trần à, ban đêm chứ ban ngày nít nó thấy. Ở bên con có cái bà nội qua đó hả, là đực là bà cởi áo ra luôn á, phơi phới luôn á. Bà đó 99 tuổi luôn rồi. Bà cũng lớn tuổi. Lớn tuổi rồi, hả, nắng là bà phơi ra luôn à. Nực hầm mà. Dạ. Hầm nực. Đúng rồi, hầm nực. 99 tuổi luôn á. Một mình bà đóng cửa lại được. Dạ, hai bà cũng có mình chứ mấy. Hãy trời nứt thì hãy đóng cửa cái rầm lại rồi bắt đầu sexy. Tôi tối tôi cũng ở trần. Nói chứ cái vụ mà nước á, giờ tính sao ta? Con bây giờ con chưa có mà mở nút thắt đâu, giờ con đang siết lại nữa nè.
Bây giờ chứ vũ nước rồi sao? Nước làm sao vậy? Tự giờ đang tính nước chưa xong nè, gọi hồi tính điện nữa nè. Bà hai, bà Tư á, cũng cái gì bà nói của bà Tư? Gì giờ? Biết gì nói vậy? Bây giờ phải binh chứ. Bây giờ ba bà cháu mình đang binh nè. Bây giờ là không có tiền nữa mà đóng tiền nước, thì giờ tính sao? Thì con sợ tốn tiền, không có tiền đóng tiền nước thì tao bò xuống sông tao tắm. Rồi. Người ta bò lên. Rồi, cái đó tắm nha. Ừ. Còn ia. Cái kia hả? Ừ, cái kia sao? Thì đó, cái thùng đó tao xách lên. Thùng nào? Đó, thùng đó tao xách lần lần lên. Vậy là xuống dưới sông cũng xách lên. Ừ. Lần lần lên. Vậy là không sử dụng nước đúng không? Ừ. Rồi. Đang giải quyết bà Tư cái vụ nước xong rồi. Mà hai, tôi không có sách nổi vậy. Ừ, rồi không sách rồi gì là nghỉ tắm luôn nha. Không có nghỉ nhưng mà tôi sách không nổi rồi, tôi kêu nít nó đổ. Nít nào? Ở dưới sông tôi mướn đứa nào sách được rồi đổ vô luôn cho tôi. Mướn sao? Thì mướn nó sách một thùng bự là nhiêu vậy đó mà... Bà mướn mấy đứa nó sách. Mà bây giờ một thùng là bao nhiêu tiền? Một khạp vậy đó là 10.000. Dạ, thấy không mày? Ừ, khạp vậy đó 10.000 đó. Một cái khạp vậy luôn là 10.000 hả? Ờ, khạp vậy là 10.000. Một cái khạp vậy là 10.000. Ờ. Chắc ăn không? Ờ. Rồi, giờ đưa con 10.000 đi, con cho làm cho. Giờ khạp đâu có đầy rồi. Đâu nước đầy rồi. Giờ con đổ nè. Thôi, uống. Con đổ uống. Con sắp đi lấy tiền chứ. Uống lắm, thôi đổ uống. Uống lắm. Cái gì trời ơi. Ở bên này là nước của bên bển qua hay là dưới sông lên ở ngoài? Nước đó đó, nước ở ấm. Bển ở bển qua. À, của qua. Dạ. Yeah. Giờ làm sao ta? Mới nấu với vụ nước đó, rồi giờ tới cái vụ điện đi. Rồi bây giờ nếu mà không có điện á thì hai ngoại tính sao? Bà Tư. Hả? Bây giờ không có điện luôn á, tại vì không có tiền để đóng tiền điện á, thì bà Tư tính sao? Cúp điện không cho đóng, không cho đốt thì... Tôi đốt đèn dầu. Thì đốt điện đèn dầu. Ấy, tôi mua đèn pin. Mua giông gió tôi mua đèn pin. Trời gầm tôi mở. Vậy là xài đèn pin thôi phải không? Vậy chứ giờ không có tiền đóng mà sao? Rồi bây giờ quạt rồi sao? Vậy? Bây giờ quạt á, không có điện rồi sao xài quạt? Quạt kìa, không có quạt điện kìa. Đó. Đừng nào có điện mà quạt. Đã nói không xài, người ta sẽ cắt điện mà, không đóng tiền. Ta cắt điện. Ừ. Tôi để đó. Cho điện qua đây. Ừ. Rồi tôi, bây giờ nè, tôi để đó. Con đang dòm vô cái tủ lạnh nữa kìa. Tủ lạnh có, không màng vậy. Nhưng mà hả, không có điện, thì cái như là không có sử dụng được quạt nè. Không sử dụng được máy lạnh, cái tủ lạnh nè. Đó. Nên giờ là nếu mà có cúp điện á thì con sẽ qua con lấy cái quạt với hai cái tủ lạnh về nè. Thôi tôi không cho lấy. Sao hả? Cho tôi rồi lấy gì? Nhưng mà bây giờ không có điện sao xài? Không có điện sao không xài? Điện mà tôi để đó. Lấy về tôi cho người khác. Không phải cho người khác mà con lấy về con xài. Không, của tôi đã cho tôi rồi không có lấy lại. Trời ơi được sao? Để cho người ta rồi là không có lấy lại. Đâu có đâu, con nói con cho mượn mà. Thôi, tôi để đó. Thôi, ăn nghỉ á. Của tôi để đó đó. Thôi. Cho tôi là để bây đó. Bây giờ không có điện rồi là phải. Tôi để đó. Không có điện là người ta lấy lại không. Nó chặt nhà chặt cửa lắm. Để tôi cho tôi là tôi lấy à, lệnh mà ai cũng vậy cho tôi là tôi lấy. Mà bây giờ không có điện nó hư á. Hư để đó. Tôi lấy mền lấy đồ tôi đậy lại hết. Mà nếu mà bà không đưa là tối này con vô con lấy á. Ừ, lấy đi. Ngon. Bữa nay bà chống lên luôn rồi. Ừ. Sao giờ cùi không sợ lỡ. Cùi không sợ lỡ nữa hả? Ừ. Rồi không điện rồi sao thấy đường? Trời ơi, tôi đốt đèn dầu. Đèn dầu ở đâu? Mua dầu đốt. Nguy hiểm rồi sao? Nguy hiểm gì? Đèn dầu tôi có khói. Rồi, sao không xài đèn pin? Đâu có đèn pin mấy hát đó, mà có ba bóng. Ừ. Tối là người ta mở ở đó đó. Dạ. Rồi thôi quyết định nha, là giờ là không sử dụng điện, không sử dụng nước nữa nha. À, sao tôi vậy à? Rồi tôi sao? À, sao tôi vậy? À? Thì cúp nước không cho nước qua đây thì tao lần lần tao xuống sông tôi xách. Ờ, tôi mướn là tao xách. Tôi còn có thùng bự với lớn vậy đó. Gì? Tôi kêu xách đầy một thùng của tôi. Bây giờ con sẽ điện lại đằng nhà máy nước với điện lại chỗ nhà điện á, nhà đèn á.
con kêu cúp liền luôn đi. Ờ. Cho hai bà. Cháu, tùy cháu. Cho hai bà là sẽ một bà thì xuống sông tắm, còn một bà đó thì tôi mướn sách. Mướn sách. Alo. Chủ bên nhà máy điện ở nhà máy nước hả? Làm ơn cử người xuống cắt nước liền đi nha. Hai bà giờ là không có bà nào chịu đóng tiền nước cho người xuống cắt liền nha. Điện đâu mà đóng. Rồi, thì giờ cũng gần 5 giờ rồi đó, xuống cắt liền đi. Cắt sao chứ hả, là nhớ mà đừng cho hai bà thấy nha. Mới cầm dao quá rượt đó. Đâu rồi, có dám, không dám rượt đâu. Rồi, cái đó là mới vừa điện bên nước. Con sẽ điện bên điện nè. Có gặp qua nói chuyện dễ nói. Ở bên nhà đèn hả? Bây giờ nè, là hai bà giờ có tivi, có tủ lạnh, có quạt luôn nữa. Mà bây giờ xài quá trời luôn, mà bây giờ tới lúc mà đóng tiền điện á, không có trả. Nghĩ giờ anh tính sao? À, cắt liền phải không? Vậy thôi, xuống cắt liền đi nha. Tức cắt liền đi. Cho tối nay hai bà ngủ thầm chơi. Mũi cắn luôn, vậy nha. Cũng 5 giờ đó, chạy xuống liền. Tôi cũng có, cũng có được nửa lít dầu rồi mới mua. Nhớ phải đi hả, là 4-5 người nha, chứ đi một người hả là hai bà dí hả là có chuyện đó. Vậy nha. Không dám dí đâu. Rồi. Đang dạng sợ không chết thì dí gì. Rồi con điện hai bên luôn rồi đó. Một bên điện bên nước luôn á. Xuống cúp liền luôn. Giờ chuẩn bị đi. Không biết gì đâu chuẩn bị. Rồi giờ chuẩn bị dàn dầu đây. Tôi có dầu sẵn rồi. Có không? Có. Vậy hồi nãy đi đừng hồi tắt đó. Rồi có tắm chưa? Gì? Có tắm chưa? Tắm rồi. Tôi tắm rồi. Rồi có ỉa đáy chưa? Rồi luôn. Một hồi rồi. Lên ổng cúp cái nữa là hết nước đó. Ừ. Tôi còn 2-3 thùng mũ. Còn luôn hả? Tôi giữ đang tôi dội cầu. Tôi tắm. Vì hai tối cho mượn trong dầu coi. Đâu mày không có tiền không mơ mua trả cho ông nội. Bên kia là bà tôi không có hả? Không có miếng dầu nữa. Rồi, tối nay là bên bà hai sáng rồi bên bà tư tối rồi sao? Thì tôi vô bà. Sao? Tôi đông dầu cho bà mượn. Đông lại đông sao? Cho bà. Dầu đào. Dầu thắp đèn á. Là dầu lửa đó hả? Ừ. Trời ơi, làm gì trong nhà còn chữ dầu chứ vậy? Trời trời. Bà có thủ dầu bà. Mà làm gì? Để làm chi vậy? Tôi để đằng kia mà giông mưa tôi có, tôi đốt đằng tôi ngủ. À nhưng mà hôm nay có điện là sử dụng dầu chứ. Cũng để dành đó. Có khi cúp điện á. À. Cúp điện cái tô hù không có ơi. Trời ơi, sao tội nghiệp hai bà hại dữ người ta. Phải thủ trước chứ. Cúp điện cái rồi không thấy đường đi. Ủa tự nhiên cái vợ không có điện không có nước hết trơn giống như ở trong rừng vậy trời. Hôm trước mà tôi nói cho chú nghe nghe. Bữa đó cúp điện. Bắt đáy quá chú. Quýnh nó chân. Không có chỗ nào treo nữa chân. Bò được cái gốc bằng thờ má tôi. Trời ơi. Chỗ này em mà. Trời mẹ giọt hồn mò gặp cái liền. Quảng hồn. Bỏ mò dưới đi gạch. Trời ơi thấy thảm thương. Trời bắt đáy mà khủng khiếp vậy bà nội bà ngoại. Ôi bò đang kiếm cái chỗ đi ai về đâu mò chúng cái lư hương ở chỗ bằng thở hả? Ừ. Mò trời ơi ở lư hương ở quên cái bồn cầu là ở dưới đất mà kiếm đâu bút trên mày luôn ở đây nè mà mất đáy quá rồi có hù không có đèn trời ơi bà bắt đáy mà quảng luôn vậy trời. Ừ cái mò đụng cái lư hương quảng hùng buông xuống mình là mò dưới đất. Trời ơi té đây tìm đâu té đây mở.